xin được giới thiệu với quý vị trai đẹp. Trai đẹp này tự giới thiệu trước đi. Xin chào quý vị khán giả, mình là Jay Quân. Hiện tại công việc chính là diễn viên ạ. Jay Quân, đương nhiên rồi, rất nhiều người đã biết cái gương mặt này. Vậy thì bây giờ sẽ là gương mặt là bà xã của Jay Quân. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trú Huyền Thanh và hiện tại công việc của mình là người mẫu. Sau một thời gian không gặp thì thấy chững chạc hơn, thấy đúng là một người phụ nữ của gia đình rồi. Gái có chồng phải khác chứ anh. Đúng, chính vì thế mà anh không muốn gái có chồng đứng xa chồng, mời gái có chồng đứng cạnh chồng. Cảm ơn anh. Theo đánh giá của em, vợ em có phải là người có trực giác tốt không? Vợ em thì giống như kiểu là... giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Có một cái kỷ niệm như thế này là hai lúc em đi quay phim, trong phim thì có một cô bạn gái. Trời ơi. Đó. Cái câu chuyện này chồng em kể hoài luôn, em không biết nghe nữa. Thế là về ghen. Về ghen. Ghen luôn, ghen mà không nói. Kiểu nghĩ là chắc đi đóng phim với cô này 1-2 tháng chắc cũng có gì không? Về ghen, không nói gì luôn, không nói chuyện không gì luôn. Đó. Thái độ luôn. Thái độ luôn. Rồi. Em phải đi gọi là phải tìm hiểu lý do, phải moi móc thông tin rồi năn nỉ, cuối cùng mãi mới chịu thôi đấy. Có nghĩa là ghen kiểu này là ghen không theo trực giác mà ghen theo cảm tính. Cứ có phụ nữ đứng cạnh em auto là sẽ auto ghen. Dạ. Vì thế mà chúng tôi lưu ý trong chương trình có một công chúa bóng bóng. Em đứng xa ra để giữ hạnh phúc dạ cho không, gia đình. Mọi người yên tâm, này con em dắt theo đi chơi thôi. Này con em dắt theo đi chơi thôi. Bé mới có 2,5 à. Cháu chưa đến tuổi hả? Dạ. Dạ cháu chào cô chú. Trú Huyền Thanh, em có thấy chồng mình là người có trực giác không? Không ạ. Rồi, vậy thì tôi đã biết hôm nay hai người chơi sẽ phải vất vả như thế nào. Và các bạn sẽ phải dựa nhiều vào ban bình luận đấy, bởi vì họ là người có kinh nghiệm. Và chắc chắn là trực giác của họ khá tốt. Với cái kinh nghiệm trong chương trình là Puka đoán gì thì mọi người cứ đoán ngược lại. Puka đoán gì thì mọi người cứ đoán ngược lại. Puka đoán gì thì mọi người cứ đoán ngược lại thì sẽ đúng nha. Okay. Rồi, chúng tôi xin được mời hai người chơi về vị trí của mình. Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Họ sẽ đến với 6 nghề nghiệp tương ứng với 6 vị khách mời đặc biệt chúng tôi mời tới mỗi chương trình. Nhiệm vụ của họ là sau mỗi vòng sẽ phải lựa chọn nghề nghiệp sao cho tương ứng với khách mời. Nếu đúng, họ sẽ nhận được một số tiền với gói tiền thưởng mà họ đã chọn trước mỗi vòng. Chúng ta có 5 gói tiền thưởng tương ứng với 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với 5 gói tiền thưởng mà các bạn có thể nhận được. Xin mời. 1, 2, 3, 4 và 5. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 vị khách mời mà chúng tôi đã mời tới chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng gặp gỡ họ. Trang phục, ngoại hình, cách tạo dáng của 6 vị khách mời này thì Jay Quân, bạn nghĩ là sẽ có công việc gì ở đây để phù hợp với họ? Trong đây thì chắc chắn sẽ có khoảng 1-2 người làm nghệ thuật. Theo bạn đây là vị khách mời số mấy ạ? Vị khách mời đầu tiên em đoán là bạn có mái tóc rất là đặc biệt, số 4 á. Và người còn lại sẽ là số 6 hoặc là số 3. Thế còn theo Trú Huyền Thanh, khách mời số 6 thì làm gì? Làm make up. Make up cho cô dâu chú rể. Make up cho cô dâu. Dạ. Thực ra mà nói là tất cả những cái này chúng ta rất là khó. Bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều nghề nghiệp. Dạ. Mà đôi khi không thể nhìn mặt và bắt hình dong được. Vì vậy mà chương trình sẽ đưa ra 6 nghề nghiệp tương ứng cho 6 khách mời ở đây. Nhiệm vụ của người chơi đơn giản chỉ là chọn nghề nghiệp nào và chọn khách mời nào. Dạ. Cho đúng với nghề, đúng với người. Bây giờ sẽ là 6 nghề nghiệp. Chúng ta có đàn guitar đôi, có bẻ cong thanh giáo, chúng ta có làm đồ chơi giấy, múa lân, nghệ sĩ cải lương và nhân tượng. Trong 6 nghề nghiệp ở đây, các bạn có thấy nghề nghiệp nào mà các bạn còn thấy xa lạ, bỡ ngỡ mà chưa biết nhiều về nó không? Theo em nghĩ thì là đàn guitar đôi là hơi bị xa lạ chút xíu. Hơi xa lạ đúng không? Có nghĩa là bạn chưa bao giờ được xem biểu diễn bao giờ. Thế còn Huyền Thanh? Em cũng thế, đàn guitar đôi là em chưa được xem bao giờ luôn á. Vậy thì hôm nay chắc chắn là các bạn ít ra là cũng sẽ được biết xem là người đánh guitar đôi là như thế nào. Rồi, bây giờ để cho người chơi có hình dung rõ hơn về 6 khách mời,
chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của từng người một. Chúng tôi xin được mời khách mời số 1 giới thiệu về mình. Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Văn Dũng. Dạ, dễ thương. Tôi là người yêu sự chân thành, ghét giả dối. Mọi người hãy xem tôi là ai nhé. Có thể nói. Dễ thương quá. Nói gì anh? Nhìn muốn đựng liền. 2, 3. Nhột chưa? Nào, bây giờ sẽ là số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Thương. Sở thích của mình là đi du lịch, nghe nhạc và xem phim. Đặc biệt rất yêu thích các gam màu nóng như cam, đỏ, vàng. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Chị này dễ thương quá à. Bây giờ sẽ là số 3. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Anh Hào. Sở thích của mình là nghe nhạc và đi du lịch. Mình yêu sự tự do. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Chúng tôi xin được mời bạn số 4 giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Bửu Trọng. Mình rất thích sự tỉ mỉ và yêu cái đẹp. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Rất nhẹ nhàng, ngắn gọn. Xin được mời số 5 ạ. Xin chào, mình tên là Lý Nguyễn Hải Sơn. Nếu ghép họ và tên của mình lại thì sẽ thành một cái tên khác. Buka biết tên gì không? Tên gì á? Lý Sơn. Đó là một cái đảo ở tỉnh Quảng Ngãi. Mình rất thích nơi đó và mong một ngày sẽ đến nơi đó. Các bạn hãy đoán xem mình là ai nha. Xin được mời bạn số 6. Xin chào mọi người, mình tên là Khánh Tâm. Sở thích của mình là được đi du lịch cùng các bạn và thích ăn các món ăn ở đường phố. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Ngay sau đây chúng tôi muốn quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng thi đầu tiên của chương trình được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi xin được mời hai người chơi, Trúng Nguyên Thanh và Jay Quân sẽ lựa chọn gói tiền thưởng mà mình sẽ nhận được sau vòng 1. Cho vợ chọn cái này không có cần trực giác hay là lý trí gì hết, cho vợ chọn đại. Em chọn số 4. Số 4, xin mời. Chúng ta sẽ biết số tiền là bao nhiêu sau khi các bạn đã lựa chọn xong nghề nghiệp tương ứng với khách mời. Bây giờ sẽ là công việc mà các bạn lựa chọn sẽ là nhân tượng ạ. Nhân tượng. Thường em thấy ở trên mạng á, mấy người mà làm cái nghề này là đều sáu múi rồi cơ bắp các kiểu, đứng thì khi mà giơ tay lên á thì mình giơ lâu quá thì chắc chắn cái tay mình nó phải săn vào rồi. Có thể cho em sờ hiện vật xíu được không? Không được sờ em ạ, nhất là khi em đã có gia đình. Lưu ý với hai người chơi là chúng ta có ba quyền trợ giúp, đó là quyền bỏ đi những khách mời không làm nghề nghiệp mà các bạn đã chọn. Trợ giúp thứ hai là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút người mà các bạn muốn biết thêm thông tin. Quyền thứ ba đó chính là đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng của mình. Các bạn chỉ được dùng 3 trợ giúp này ở 3 vòng thi đầu tiên mà thôi. Dạ. Các bạn có muốn dùng trợ giúp không? Không, để em đoán trước đi. Em đang phân vân giữa anh số 1 và anh số 5 này. Nhân tượng thì phải đứng như tượng đúng không? Mà thấy hai anh này nãy giờ đứng là không nhúc nhích luôn á. Thế còn Jay Quân? Em thì lại nghĩ ngược lại với vợ em luôn. Em quan sát rất là kỹ cái bạn số 5 bạn, khi bạn đứng á, nãy giờ bạn đứng á, thì cái tấn của bạn ấy rất giống những cái người học võ, sẽ liên quan tới bẻ cong thanh giáo hoặc là múa lân. Cả bạn số 1 cũng vậy. Thì loại trừ ra thì chỉ còn bạn số 3 thôi. Ngoại hình của bạn số 3 cũng cực kỳ hợp với cái nghề nhân tượng. Bạn đứng cũng rất là điềm tĩnh. Bình thường ở nhà thì những lần mà em làm cháy vợ kết quả thế nào Trời Quân? Kết quả cũng không tốt đẹp lắm anh ạ. Không được tốt đẹp đúng không? Và đấy, anh chỉ nhắc em vậy thôi. Nào, hãy cùng xem ban bình luận họ sẽ đánh giá thế nào. Xin mời Puka. Người nhân tượng chắc chắn họ phải biết một vài động tác nhảy. Tại vì sao? Tại vì khi mà họ làm tượng thì họ cũng phải cử động theo cái kiểu mà theo nhạc, theo nhịp, theo điệu rồi này, để cho người ta cảm thấy thích thú, thu hút người ta. Sau rồi người ta mới lại người ta chụp hình. Và đặc biệt là em biết là nhân tượng thường sẽ nhảy popping là nhiều. Thì bây giờ chúng ta nhìn đi, bạn nào tay dài, chân dài thì mới có thể popping được, gầy gầy một tí xíu. Chỉ còn anh số 3 thôi, anh số 4 thì nhỏ quá. Và bây giờ sẽ là quyết định của hai người chơi. Các bạn sẽ lựa chọn công việc nhân tượng thuộc về khách mời nào? Số 3. Nếu em chốt thì bấm chuông. Giờ và tin chồng đúng không? Tin một lần thôi. Một lần, nếu mà không đúng là mấy vòng sau là không tin nữa hả? Chồng tự về mình đi. Chồng tự về mình đi. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Có thể chơi xong chương trình thì hai vợ chồng. Ủa, vậy mình còn dùng quyền giúp đỡ đi. Thôi mình chọn loại trừ đi cho chắc đúng không? À, em chọn loại trừ. Trợ giúp loại trừ. Bắt đầu. Như vậy là số 1, số 2, số 4 là không đúng. Dạ.
Chúng ta còn lại số 3, số 5 và số 6. Bây giờ lọt vô chị số 6 thấy nghi ngờ ghê chưa? Nhân tượng cũng có thể là nữ. Đúng. Mà nãy giờ mình không hề bàn tới nữ mà bây giờ lọt vô chị. À, nhưng mà sẽ ít hơn. Thôi chọn số 3 đi. Và quyết định của các bạn sẽ là số 3. Hãy cùng xem kết quả. Lựa chọn chính xác ở vòng 1. Khách mời ở vị trí số 3 đó chính là Nhân Tượng. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng số 4 là bao nhiêu tiền. 10 triệu. Trời ơi, 10 triệu. Nói như thần luôn hay chưa cả nhà. Tin nói như thường ha. 10 triệu đó chính là số tiền thưởng mà các bạn chắc chắn đã có được. Và bây giờ chúng ta xin được mời bạn số 3 sẽ tiến lên phía trên. Tôi muốn bạn giới thiệu về mình một lần nữa. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Anh Hào. Mình làm Nhân Tượng được 3 năm và công việc chính của mình là dancer và dạy hip hop. Wow. Nhân Tượng có hai dạng. Một dạng là cao to 1m8, 1m9 như người mẫu, cơ bắp rất là đẹp và họ khoe body. Còn một dạng là họ dùng kỹ thuật nhảy để biểu diễn, để làm cho người ta thích thú và đến để chụp hình. Khi mà làm Nhân Tượng thì chúng ta sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn. Thưa quý vị, ngay sau đây để quý vị có thể hiểu rõ hơn về công việc cũng như cái môn nghệ thuật Nhân Tượng dành cho những cái dancer như là bạn Anh Hào đây,